Cười đoàn chip bia Korea vào Korea. Một pha đánh đầu rất chuẩn mực của Korea. Xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Mình sẽ review cho anh em xem con hàng Ale Korea, quốc tịch Argentina, câu lạc bộ Atlético Madrid đang thi đấu tại La Liga Tây Ban Nha, 1m71, 28 tuổi, thuận chân phải. Play style, vị trí tiền đạo, có thể là tiền đạo cánh phải, tiền vệ cánh phải và hộ công, cũng như là tiền đạo cắm. AI nửa bóng, chạy chỗ, chạy tăng tốc, chạy quyết liệt và skill sút xoáy. Bộ chỉ số của Korea over là 96, nhận thức tấn công 86, giữ bóng trong chân 86, dê bóng 86, kiểm soát bóng trong chân là 83. Bộ dê bóng rất tốt, các chỉ số rất tốt. Chuyền thấp 79, chuyền bổng 78, chuyền cũng được, kết thúc 90, độ xoáy 79, đánh đầu thì thấp. Chỉ số phòng thủ thì hiếu chiến là 78, cũng như là tham gia phòng ngự chung là 72. Với một tiền đạo như thế là ổn rồi. Tốc độ 84, tăng tốc 89, tốc độ cũng rất nhanh. Lực sút 84, lực sút cũng căng. Bật nhảy 64, bật nhảy thì thấp. Tranh chấp 72, tranh chấp cũng khá rồi. Thăng bằng 86 và thể lực 83. Nói chung là cũng ổn. Tần suất sử dụng chân không thuận, thỉnh thoảng. Độ chính xác là cao. Form thì tiêu chuẩn, cũng như là kháng chấn thương cao. Con hàng này cũng rất ổn áp anh em ạ. Và bộ chỉ số skill Double Top, Mestan, Sombero, Capitan, Herring, đánh đầu, sút xoáy, sút một chạm, chuyền chọc khe, vẩy vắng ngoài, cũng như là super sát thay người. Bộ chỉ số qua người cũng rất ok. Và mình sẽ để cho cặp tiền đạo của Atlético hiện tại bây giờ đó là Morata cặp với Correa nhé. Và hộ công đó là João Félix, người cũ của Atlético, đang cho mượn ở Barca. Trận đấu bắt đầu. Bắt đai Cancelo, Lampard, Tchouaméni. Ở đây Correa kìa, không được. Chiều cao của con hàng Correa này thì hơi thấp một chút anh em ạ. Có lẽ là hợp với những tình huống ban bật, chọc khe, chạy chỗ và dứt điểm hơn là khả năng để anh em tạt bóng đánh đầu. Đấy, con này đá ban bật là sẽ ok hơn. Đội bạn rất nhanh kìa, cái lần này nơi kìa, nguy hiểm quá. Như vậy là tỷ số được mở cho đội bạn 1-0, rất nhanh. Lewandowski, Lewandowski băng xuống, xâm nhập vòng cấm và đón nhận đường truyền của Kevin De Bruyne. Như vậy là đội bạn đã ghi bàn dẫn trước rồi, rất nhanh. Đội bạn đá rất là đội bạn đá rất ghê gớm đấy anh em ạ, không đùa đâu. De Ligt, Pedri, chuyền cho ai đây? Morata, Lampard kìa, Lampard, Cancelo cũng được, lập bập quá. Giao Cancelo. Cancelo này là bản của Bayern Munich. Felix tạt bóng. Sút. Đánh đầu không được. Korea. Như vậy là pha chạm bóng của Korea tiếp tục. Lampard sút kìa. Bóng nó đi hết đường biên rồi. Rất tiếc. Một cú sút rất hiểm hóc của Lampard nhưng mà thủ môn đội bạn chơi quá xuất sắc. Tạt bóng. Đánh đầu. Trời ơi. Đánh đầu đi đâu vậy? Korea này trước chơi ở Atlético thì hình như là
vị trí hộ công với lại giặt biên thì phải. Nhưng mà bây giờ style của Korea này thì đã thay đổi theo cái mùa này nhá. Mùa này thì Korea, huấn luyện viên của Atletico đã để cho Korea đá ở World Cup chơi, đá ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Vậy đi, nguy hiểm, phạm lỗi rồi. Như vậy là đội bạn đã phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. 5 pass. Quả này mình sẽ để Korea sút nha. Korea, cẩn thận bắt bài nha. Thủ môn đội bạn bắt bài đấy. Korea sút vào. Korea đã lập công trên chấm 11m. Tỷ số là 1-1. Thủ môn đội bạn đứng im. Quả đấy sút giữa là hỏng rồi. Nhưng mà rất may là mình đã sút về bên tay phải. Tiếp tục là những tình huống bàn bật. Morata sút không vào. Một cú sút rất căng của Morata, nhà bóng đã đi chạy khôn thành. Rất tiếc cho Morata. Cái bóp của tuần này thì mình quay ra được con hàng Korea này. Anh em quay ra những con hàng nào? Mình để cho đá cặp với Morata luôn, cặp tiền đạo của Atletico Madrid. Con Korea này thì quốc tịch Argentina. Và hình như là mùa World Cup mà Argentina lên ngôi vô địch thì hình như là con Korea này mình nhớ không nhầm là cũng không tỏa sáng nhiều mấy thì phải. Nhưng mà có lẽ tình hình mùa này đã thay đổi. Kìa, tình huống trồng biên rất hay. Cancelo tạt bóng, Morata không đến được cái đầu của Morata. Kieran Trippier. Hàng thủ đội bạn rất tập trung. Trời, Hanan, Van Dijk, Perry. Còn bóng không? Còn. Napat ơi, chuyền Cancelo. Tạt bóng tiếp. Liên tiếp là những pha tạt bóng. Nhưng mà Van Dijk của đội bạn chơi rất xuất sắc. Kieran Trippier. Lại là một tình huống tạt của Kieran Trippier. Nhưng không được. Đội bạn đã phá bóng lên rồi. Con hàng Korea này có skill qua người, double tốt, mason tan, những cái skill qua người rất kỹ thuật đấy. Nhưng mà chơi vị trí tiền đạo thì gần như là không có khoảng trống để mà thể hiện những cái khả năng qua người, vì hậu vệ đội bạn áp sát rất nhanh. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1. Van Dijk, một pha chuyền bóng lên cho Mbappe à? Mbappe dốc bóng như chỗ không người vậy. Kèm vào. Cancelo. Đội bạn tạt. Felix kìa, khoảng trống, trời ơi không được. Van Dijk đã cắt được bóng rồi. Van Dijk phá bóng lên trên. Wan-Bissaka. Đội bạn có cả Roberto Carlos này, nhưng mà Carlos này như bản ít con như vậy. Trippier, trời ơi nguy hiểm. Trời. Tí nữa thì Mbappe đã vung chân và sút trúng bóng. De Ligt. Trippier cũng rất kỹ thuật qua người, nhưng mà đội bạn lùi về hỗ trợ phòng ngự rất nhanh. Atletico trong những cái mùa giải gần đây thì thi đấu không được thành công như những mùa giải trước. Nhưng mà Atletico ở La Liga thì vẫn là một câu lạc bộ trong những cái vị trí dẫn đầu của La Liga. Đấy. Nguy hiểm quá. Saka định chuyền ngang sang nhưng mà không thành công. Những cái mùa giải trước thì có những thời điểm mà Atletico tiến sâu tại Champions League và
Rất tiếc là hai trận chung kết gặp Real thì Atletico đều thất bại cả hai. Đấy, huấn luyện viên Diego Simeone là một huấn luyện viên rất tài năng, rất giỏi. Ông đã biến Atletico từ một đội bóng tầm trung trở thành một đội bóng nằm trong top đầu của La Liga. Và những cái trận đấu giữa Atletico với Real hay là với Barca thì đều gây ra cho Barca, Real những cái khó khăn. Những cái mùa giải trước đây thì Atletico có những cái ngôi sao rất là hay như Fernando Torres hay là Griezmann và một số những cầu thủ tài năng khác. Kìa, Correa sút vào, gôn. Correa một pha bóng sang ngang và Correa đã sút bằng chân trái, bóng đi rất căng và hiểm hóc, tỷ số là 2-1. Correa, một trận đấu thi đấu xuất sắc của Correa. Correa nhỏ nhưng mà anh rất nhanh. Và cái khả năng dứt điểm của Correa cũng ok, khả năng dứt điểm cũng rất cử. Chỉ số dứt điểm của Correa trong cái boss này đó là 90 anh em ạ. Bốc lên thành 90 cũng dứt điểm rất tốt. Cũng là một cây săn bàn đó anh em. Anh em có con hàng này thì trải nghiệm xem nhá. Mình quay được con hàng nào mình sẽ trải nghiệm cho anh em xem. Game này chơi vui mà anh em, trải nghiệm để cảm nhận xem mà những cái con hàng nó chơi như thế nào, đá như thế nào. Chơi vui, mình cái app của mình thì sưu tầm được rất nhiều con hàng khác nhau. Pedro Check, Marquinhos. Kìa, đội bạn cướp được bóng rồi, Neymar. Trời, Neymar động tác giả nhưng mà không thành công. Neymar của đội bạn chắc định xoay con pa nhưng mà không thành công. Marquinhos, Pedro Check, Chipier. À, Delic, xin lỗi anh em. Đây mới là Chipier. Con Chipier này đá rất hay anh em nhá. Hậu vệ cánh chỉ số tạt thì không khác gì Beckham anh em ạ. Con hàng Kieran Trippier này trước cũng đã từng thi đấu cho trận 7,5 luôn, xuất sắc nhân trận này. Correa, một trận đấu thi đấu xuất sắc của Correa. Con hàng Trippier cũng từng là người cũ của Atletico. Và khi mà Newcastle đổi chủ thì Newcastle đã mua Kieran Trippier về và Kieran Trippier giờ vẫn đang tỏa sáng ở Newcastle United của ngoại hạng Anh. Trận đấu thứ hai, Messi. Morata, Alvata. Một pha cắt bóng rất đơn giản của Van Dijk. Mbappe bật tường với Ferran Torres, nguy hiểm quá, tốc độ của Ferran Torres. Trời ơi, skill kìa. Trời ơi. Vào rồi. Một pha xử lý rất đẳng cấp của đội bạn. Ferran Torres qua người rất khéo. Và một cú sút Pedro Cech không thể làm gì hơn ngoài vào lưới nhặt bóng. Tchouaméni, Delic, Trippier. Tchouaméni phối hợp với Messi, Lampard sút. Trời ơi, một cú sút xa của Lampard nhưng mà bóng đã bay vào thủ môn. Trận này đội bạn đá ác đấy. Đội bạn đá tuyển Anh, áo của đội tuyển Anh. Lampard ơi, chuyền cho Morata. Correa ơi, trời ơi, không được. Bộ chỉ số rê rác của Correa cũng ổn. Nói chung là như thế, bộ chỉ số tương đối là rê rác tương đối là tốt. Chỉ số cầm bóng, rê bóng. Trời ơi, Mbappé à. Trời ơi. Nguy hiểm quá. Xít nữa thì tỷ số là 2-0 cho đội bạn. Một cú sút rất căng của Mbappe. Đội bạn có vẻ là muốn ăn tươi nước sống mình rồi.
Messi làm gì vậy, cho đứng in như thế. Chamani, Perry, Messi chơi khoảng trống kìa, khoảng trống kìa. Napas, trời ơi, Napas định xâm nhập vào vòng cấm và tung ra một cú dứt điểm đúng không? Perry, Perry ơi, sút không vào. Korea, trời ơi, một pha xử lý kỹ thuật của Korea nhưng mà thủ môn đội bạn quá xuất sắc. Chippier, Korea vào, gôn, một đều, tỷ số là một đều. Korea, Korea lại tỏa sáng, lần này anh Kim, anh một cú băng cắt đánh đầu. Mặc dù chiều cao của Korea thì hơi thấp nhưng mà anh đã có một pha đánh đầu chuẩn mực. Rất xuất sắc Korea. Tỷ số là một đều. Chippier, Delic. Messi. Perry. Perry, Perry, làm gì? Không được. Chippier. Bóng liên tục đến chân của team mình. Trời ơi. Di Maria kìa. Tốc độ của Di Maria rất nhanh. Trời ơi, kỹ thuật. Ôi, không vào. Rất may là Di Maria đã sút ra ngoài. Pedro check này bắt rất hay anh em ạ. Có những pha cản phá không tưởng. Hiệp một thời gian bù giờ là 3 phút. Chippier phối hợp với Perry. Thoáng kìa. Chọc khe Messi. Messi cứa lòng. Cứa lòng. Trời ơi. Trời ơi, thằng thủ môn này bắt ghê vậy. Thủ môn đội bạn đã từ chối hai pha dứt điểm rất khó. Van Dijk. Mất bóng à? Van Dijk, bóng này về chân của Van Dijk rồi. Lampard. Không thành công. Đội bạn bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ tấn công. Trời ơi, một pha thoát xuống của Mbappé. Trời ơi. Vào rồi. Mbappé đá hay vãi. Mbappé 3C bản B mà đá kinh thật. Một pha thoát xuống và dứt điểm trái phá của Mbappé. Không cho Pedro chết cơ hội cản phá. Tỷ số là 2-1 cho đội bạn rồi. Cancelo. Lampard. Messi. Korea chuyền cho Morata. Trời ơi, niềm biệt vị rồi. Trời ơi, Morata di chuyển hơi sớm. Sai lầm của thủ môn đội bạn. Sút Korea không vào. Morata sút vào. Gôn. Sai lầm của thủ môn đội bạn Korea. Cú sút đầu tiên của Korea thì thủ môn đội bạn vẫn đỡ được. Nhưng mà pha đệm bóng tiếp theo của Morata thì thủ môn đội bạn đã không thể cứu thua được nữa rồi. Tỷ số 2 đều. Morata. Morata này đá xuống phết anh em ạ. Nếu như anh em mà chơi tạc cánh đánh đầu thì Morata này đánh đầu xịn luôn đấy. Morata này đánh đầu tín luôn. Trời ơi, một pha đột phá của đội bạn nữa kìa. Bellingham. Trời ơi. Trời ơi, Bellingham. Bellingham của đội bạn đá quá cháy. Một pha xâm nhập dũng mãnh và tung ra một cú dứt điểm trái phá. Như vậy là trận đấu này đội bạn đã vươn lên dẫn trước 3-2. Đội bạn liên tục dẫn trước. Đội bạn đá hay anh em ạ. Đá hay thì mình chấp nhận phải thua thôi. Phạm lỗi rồi. Ôi giời ơi, Messi kìa, thẻ đỏ.
Ôi giời, ông Messi ông ấy đốn giò luôn. Trời ơi, ôi trời ơi, đốn giò Kevin De Bruyne kìa. Trời ơi, Messi bị thẻ đỏ rồi. Còn đấy mình có cố ý đâu nhở. Hey, giờ là chơi thiếu người rồi. 10 đá 11 rồi anh em ạ. Cancelo không sao, chiến hết. Ngán. Trời, bóng hết, bóng ra hết đường biên rồi. Từ mình Zainer. Bruno Fernandes. Trời ơi, một pha xoay người chuyền bóng rất hay của Bruno Fernandes. Ảo thật mẹ. Xoay người của đấy thế mà như có mắt sau gáy vậy, vẫn chuyền chuẩn được. Tchouameni. Chuyền bóng lên cho Morata. Korea. Korea ơi. Korea chuyền bóng. Trời, một pha chuyền bóng rất hay của Korea. Napat. Napat. Napat qua được không? Không qua được Van Dijk. Korea chuyền bóng rất hay nha anh em. Một vài động tác thoát passing và Korea sút. Trời ơi, cái thằng đồng đội kìa. Mẹ ai. Quả đấy sút, sút vào đồng đội rồi. Qua hai trận đấu trải nghiệm thì con Korea này cũng ghi bàn từ penalty, đánh đầu rồi đệm nòng rồi sút xa, cũng mình thấy là cũng khá tốt. Với một cái quan hàng mà over 96 như thế này thì như thế là ngon rồi anh em ạ. Kìa, mua đường cho kìa. Trời ơi, Việt vị lại là Việt vị. Hai vạch luôn. Sống lên. Trời ơi kìa, đội bạn phản đòn. Anet Pereira. Trời ơi. Hà Lan. Thời gian đến những phút bù giờ cuối cùng rồi. Anh em hãy trải nghiệm con hàng này nhá. Mình đánh giá con hàng này tầm được 8 điểm anh em ạ. Thế thôi. Đá cũng rất cháy và ngon. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Anh em hãy cho mình một đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Để mình có động lực làm những cái video tiếp theo để cho anh em review và xem nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo kìa.